vâng, và rất là vui mừng được chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu và cũng như là đưa ra cho chúng ta thêm một sự lựa chọn nữa về những sản phẩm giúp cho chúng ta sẽ có được một bản karaoke hay. Và đây chính là linh hồn của tất cả những bản karaoke. Và một sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu trong tất cả những cái bộ dàn karaoke của chúng ta. Đấy chính là một bộ mic không dây. Đây là phiên bản VK321, một sản phẩm mang thương hiệu WeWood và đã được bên em đưa ra thị trường bán rất là lâu và nhận được rất nhiều những sự ủng hộ, những sự lựa chọn của đông đảo các bác khách hàng. Với mức giá 3 triệu đồng thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn mà không thể tốt hơn đối với dòng micro không dây, sẽ đem lại cho chúng ta được một chất âm chân thật, hát khỏe khoắn và đặc biệt là rất là nhẹ. Giọng hát của chúng ta sẽ được bay bổng hơn khi sử dụng bộ mic không dây này. Và nó sẽ phù hợp với rất là nhiều những dòng loa đang có mặt trong thị trường. Những cái dòng loa có thể công suất lớn, công suất bé, và chúng ta có thể mang ra những cái chương trình, những cái sự kiện âm nhạc chuyên nghiệp và những cái phòng hát karaoke kinh doanh cũng có thể sử dụng bộ mic không dây này. Và VK321 là dòng micro được thiết kế rất là hiện đại, và chúng ta có thể thấy được tất cả những gì đang có mặt ở trước mắt chúng ta đây là một cái sản phẩm mà nó có một cái độ hoàn thiện cũng như là cái cách bố trí bài trí về thương hiệu, tên logo thương hiệu phát sáng này, rồi màn hình này, rồi những cái nút để chúng ta điều chỉnh âm lượng cũng như là dò tần số sóng. Củ mic của con này thì cũng rất là đẹp, màu xanh rêu, nhôm phay, được sơn tĩnh điện, và chính giữa đây là cái logo của nhà sản xuất, rất là đẹp nhá. Lọ mic cũng rất là bóng bẩy. Về những cái tính năng cũng như là công nghệ của con mic này thì được sử dụng, đây là dòng mic mà có thể cho chúng ta được một cái khả năng thu sóng ở một cự ly rất là xa. Con này có 4 dâu và những công nghệ như cảm biến nhiệt, cảm biến gia tốc thì nó đều có ở trên phiên bản micro này. Có một điểm rất là đặc biệt đấy chính là cái cổ mic được phủ bạc nano, và chúng ta sẽ loại bỏ được hoàn toàn những cái mùi hôi hoặc là những khi chúng ta sử dụng lâu, qua rất là nhiều người hát rồi thì những cái bộ micro cũ thì chúng ta thường là người thấy cái mùi nó cũng không được ấy cho lắm. Và với công nghệ của bạc nano này thì chúng ta sẽ loại bỏ được hoàn toàn những cái mùi hôi đấy, và sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là trong những cái giai đoạn này dịch dã như thế này, nhiễm khuẩn cũng như là virus thì nó sẽ để lại cho chúng ta những cái hậu quả không mong muốn. Rất là đẹp luôn. Ở trên đây thì chúng ta cũng có thể thấy là tên của thương hiệu WeWood. WeWood là một thương hiệu rất là nổi tiếng và đưa ra cho chúng ta rất là nhiều những sự lựa chọn về các thiết bị âm thanh. Và Thế Giới Âm Thanh Số là một trong những đơn vị nhập về cũng như là đưa ra thị trường tất cả những cái dòng sản phẩm mà có ở trong thị trường châu Á cũng như là thị trường Việt Nam. Không những micro không dây, còn đây cũng là một chiếc đẩy liền mang cũng mang thương hiệu của WeWood. Rất là nhiều những dòng loa siêu trầm, và tất cả đều được bên em đưa ra thị trường chào bán cũng như là giới thiệu cho chúng ta để chúng ta có nhiều hơn những cái sản phẩm rất chất lượng mà mức giá thì vô cùng dễ chịu. Đúng là hàng xịn, hàng xuất xứ thì là công nghệ thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Đài Loan. Chúng ta đang sử dụng những cái sản phẩm này với một mức giá rất là ok, rất là vừa tiền. Kể cả loa, kể cả đẩy liền vang, kể cả trầm thì cũng rất là rẻ và chúng ta hoàn toàn có thể mua sắm sở hữu được. Và chắc chắn rồi, em sẽ hát thử một bài để chúng ta sẽ cùng nhau nghe và cảm nhận chất âm của bộ mic không dây này. Và với giá trị 3 triệu đồng, nếu như các bác có nhu cầu mua thì xin mời hãy gọi điện đến hai số điện thoại hotline em để phía dưới màn hình, hoặc có thể ghé qua 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, showroom của bên em ở đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau test
thực tế, trải nghiệm thực tế, chúng ta sẽ tăng thêm cái độ tin tưởng cũng như là cái cơ sở mua sắm của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh hải bình. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi tà tơi khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm đời.